Nguyễn Hồ Kim Quyền nghe tên cũng lấy lá là con gái quý vị nha. Ví dụ như không phải thì Lâm Quốc Khải đang ngồi mà giống như mất chức thì cái nội chứ Lâm Quốc Khải không dám trả lời rõ ràng, kêu Lâm Quốc Khải không dám trả lời thật sự luôn quý vị. Hỏi em làm mất chức xương xương, quý vị lục cái Facebook lại đi, lúc trang điểm quá trời luôn đó. Cái này cái nào phải là anh phải tẩy trang tất cả mọi thứ luôn rồi mới làm được giấy chứng minh căn cứ đó quý vị. Cha mẹ đẻ ra đặt cái tên Lâm Quốc Khải cũng xấu lắm hay sao đó. Lên Sài Gòn nổi lộ lộ. Má má con có đi làm gái, đừng ghét tôi tuồng đó má. Cái chuyện đó ai có hay không thì lương tâm chỉ biết. Mày ghét quá vậy? Ủa chứ ai mà tự nhiên mày chù tao chết, bây giờ mày chù tao đi làm gái nữa. Trời ơi trời. Thôi chết rồi, có biến rồi. Trời bắt đầu đổ hộp rồi. Buông micro đi xuống ôm thằng con. Hai mẹ con ăn cơm đi để trời đánh một lượt đó. Cái tội đâm chanh hút chú. Giống sữa gì ơi. Tối kỳ đây, tối kỳ đây, tối kỳ đây. Mua xe hơi thì cũng tiền người ta. Râu chưa cạo kìa, đừng có nói chuyện. Mày nữa kìa. Mày nói ai đã biết chị ta. Em sẽ bên chị đừng lo. Đúng không? Mày luôn kìa. Tao là đâu từ xưa tới giờ. Cạo râu đi, không có đường bà nào mà cái mỏ máu không vậy trơn á. Còn mày coi lại đi. Tao sao? Sống dài đây mai đó đó.
này, sao nói thiệt chứ mày. Lần này chết mày á, mập quá mà chuẩn bị tiểu đường á. Mày nói một chữ mập là đụng ba người, nhưng mà tiểu đường thì đoàn này cả chục người bị lận. Yên tâm. Lời nói vậy bắt gì đứng cười, không phải tôi bên vậy là tôi bên hoài. Bên ông, bên ông. Giờ sao? Bắt gì mày cọc? Mày cọc không? Cọc mày đó. Bây giờ tao mày... mới nói chuyện cho ra lẻ. Ra lẻ mày. Ra lẻ nha. Ok mày. Ủa sao hai đứa mày không nói đi, đứng tên cho con chị. Sao nói chuyện cho cái lẻ mà không nói. Rồi hai đứa mày quýnh đi. Quýnh. Con mày sao mày sờ vậy? Quýnh. Ai được trước làm cha? À, ai được trước làm cha? Sao tao nhường mày nói mày không nói? Nói mày rồi. Ủa mày nói tao nào? Nói mày trong tâm. Mày hỏi trong tâm. Ủa mày nghe không, mày chỉ có mày, tao tao chửi mày mày nãy giờ luôn á. Trời ơi, ai dạy mày tiếng nói nội tâm vậy? Ủa, mình phải có kinh nghiệm chứ, mày sao? Mày nói kinh nghiệm. Ai đụng trước làm cha? Trời ơi, không nào. Dương cái gì, quý vị nha. Em kia top 6 từ xin việc phải. Dương, Dương quý vị ơi. Dương top 6 cười xin việc. Có 6 đứa thì đó. Cũng không có bằng bán vé ăn trên đầu anh gỗ nhân viên mua xe hơi, trong khi đó nhân viên phải thiếu nợ. Mày mất dạy. Bữa nào chị nhường cái xe hơi cho trả góp chị. Thấy không, mày thấy không phải? Mày thấy Lê Cần không? Làm boss có một năm thôi mà muốn chiếc xe hơi. Boss 23 năm rồi đã có xe đạp đi nữa. Tao tức thì chứ. Biết vậy 22 năm trước tao làm tốt, năm sau tao làm boss đi. Rồi có xe hơi rồi. Về ngay ra đây à. Đây. Đây nè. Nói làm boss không chịu. Mà rẻ nó con mắt màu vàng kì vậy. Chứ màu gì vậy? Thôi má. Làm boss rẻ con mắt màu vàng vậy là bình thường. Làm tốt dễ hay là nhơ kìa má. Trời ơi, mày lâu rồi. Người này người kia. Dễ hay là nhơ còn đỡ. Làm tốt mặc áo ngực đỡ tóc giả. Con Tiêu Minh Phụng nè. Giàn đá ghê chưa. Mà lộ năm trước cũng tốt chứ đâu. Ủa chứ mày sao hả? Sao hả? Mày làm bài xét xua đó gà nói mày. Hả? Mày quen hai ba con Bách Tiểu với Cà Mau tao còn chưa nói nữa. Hả mày giấu ai? Mày cùng quê với tao mà Tư. Mày đạt mày hả hẹn cuối năm nay hai đứa cưới nhau. Xin lỗi mày à. Sao quen bánh bèo đó thì sao? Sao? Chị lộ còn có vợ đẻ con được mà. Trời ơi, cái gì đó mà giống nó. Không, không, nhưng mà chị như vậy nhưng mà vẫn có người chấp nhận làm chồng chị được mà. Mày điên mà. Thì em cũng có khả năng cao chứ. Mày giỡn đi, mày chửi tao ngoài đi. Bỏ đi, bỏ, bỏ đi Tư lại, Tư kệ. Mày, mày đâu đó. Ủa, nãy giờ anh nói. Mày nói nghiêm, nó chửi. Ê, quên đâu. Tức ghê không, nãy giờ không có nói gì, chị nói đây còn làm boss thôi. Chứ có nói cái gì tới đâu. Mà ai lâu gì tôi như con bé Tư rồi bé nè. Giờ con bé Tư nói đây còn làm boss có một năm mà được cái xe hơi. Giờ làm năm thứ hai được chiếc xe tan luôn á. Mày đứng mày hát hồi nè. Xe nhà binh tới đưa đưa mày đi, đi hết rồi. Hai cái con này dắt tay đi về. Đi về liền. Con Tư tối về liền bây giờ đó ơi. Con này khoan đi đâu. Ủa hả? Trời ơi quý vị nói cho hết cái chuyện nó vui. Mà nói tới đây thì nói kỳ cục của nó cho ta hiểu. Dạ quý vị. Ủa Bạch Khải hồi xưa. Alo alo. Dạ. Alo. Bà ơi. Lên nhạc ở đây.
số kỳ. Alo, ủa sao kỳ vậy ta? Số kỳ đây, số kỳ đây, số kỳ đây. Dù sẽ vẫn mang giờ lòng anh như nhớ em quá. Dù đã cách đã qua thì nào vẫn mỗi năm cầu. Lòng anh đang nát tan, lòng anh đang nát lòng. Làm sao em môi nát tan, nát tan, nát tan, nát tan tình ta. 53, 53, 53, 53. Thank you.